Bạn muốn mua tivi. Tivi đến điện máy xanh. Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ chơi người máy xanh, một vị tướng bị lãng quên trong trò đánh quân mobile, chính là cô máy Omega đó anh em ơi. Đã rất lâu rồi, hình như là nửa năm trời rồi không chơi Omega đấy anh em ạ. Một vị tướng tại sao bị lãng quên thì tất nhiên là vị tướng không phải là do chạy chậm chạp, mà cái kỹ năng của nó rất là chậm chạp đó. Và được việc tung kỹ năng chuẩn xác thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Nếu tướng địch có những chiêu là tốc biến này hay là nhảy này thì rất dễ né được cái chiêu làm choáng của Omega, chiêu 1 và chiêu 2. Khả năng tung chiêu thức nó khá là chậm chạp. Có một cái chiêu quay tay là sướng thôi. Và đặc biệt Omega là vị tướng chuyên để phá trụ anh em ơi. Phá trụ siêu nhanh và có khả năng làm choáng trụ, gây sát thương lên trụ bằng kỹ năng. Chính vậy Omega phong cách cấm trụ là phong cách rất là lâu rồi, mà hiện tại thì anh em không còn sử dụng nữa. Ok, đồng thời trong clip này mình sẽ tiếp tục là video clip tặng fan của mình, bạn nickname trong game là The God, với lời chúc đến tất cả anh em chuẩn bị đi học. Đó là chúc các bạn có một năm học mới thật nhiều thành công, thật nhiều kết quả cao, thật nhiều điểm 10 và thành tích cao nhất trong những kỳ thi học sinh giỏi. Ok, đấy, đập hụt ngay khi mà Nga có tốc biến. Thường là combo của vị tướng Omega này chỉ quan trọng ở chiêu 1, chiêu 2 thôi. Kích hoạt chiêu 1 tăng tốc chạy trong xiên chiêu 2 rồi đập chiêu 1. Đó, ấy, còn này thì xiên thối người này. Ok, về các bạn ơi. Omega mạnh khi các bạn đi hỗ trợ hoặc cả đi lên solo kích công đều ok nha. Hiện tại cái chiến thuật đài lẻ đó không còn quá lợi hại nữa. Thành ra Omega bị các bạn lãng quên. Đấy, rồi, thanh niên này bị choáng liên tục và chắc chắn bị quay tay sấp mặt. Rồi, tiếp tục có chiêu 2 nha. Xiên nát người này. Thành ra các bạn có thể dùng Omega đi hỗ trợ cho team. Ở những pha đẩy đường mà có Omega sẽ rất là lợi thế, bởi vì Omega có cấm trụ và choáng lên trụ, nghĩa là trụ sẽ không tấn công được các bạn trong thời gian khá là lâu. Chính vậy mỗi lần có Omega mà có cả cấm trụ thì chắc chắn là phá nát trụ rồi, kể cả trụ bậc thềm cuối cùng nha anh em ơi. Thực sự những chất tướng ao meta thế này thì trong đấu giải rất khó gặp, từ khi là team nào sử dụng cái chiến thuật là chỉ để trộm thôi thì mới sử dụng Omega. Và cái chiến thuật này hiện tại nhiều anh em không còn thích chơi nữa, thành ra Omega bị các bạn lãng quên. Trong clip này mình sẽ chơi Omega phong cách hỗ trợ cùng team, để trộm cùng team nha. Con này là phát huy tối đa sức mạnh khi các bạn đẩy trụ, chính như vậy các bạn hạn chế tham gia đánh nhau, chủ yếu là hỗ trợ team và đẩy trụ thôi. Rồi, không có lính, đợi lần lính tiếp theo là mình sẽ băng trụ này. Quá, dính ngay làm chậm của Omega, không áp sát được chuẩn Halit. Rồi, xong lên các bạn ơi. Xiên này. Quay tay này. Rồi, ấy. Quay tay một tí thôi, không trụ bắn sấp mặt nhanh em ơi. Rồi, đẩy trụ nha. Rồi các bạn đi đường vòng quá. Rồi bạn Zprat đang lên kết thúc mạng của Mường Nga với cái bộc phá khá là hay. Ok, hiện tại vẫn chưa phá được trụ nào, mà phía trên thì có nguy cơ mất trụ, nhưng mà không sao, hết lính thôi. Rồi quay tay. Đấy là cái choáng thôi. Ok, được cái trụ đầu tiên rồi anh em ơi. Wow, anh béo làm gì vậy? Oh my, béo, trời ơi.
Không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi anh em ơi. À, thực ra những vị tướng bị lãng quên và hầu như anh em không còn chơi nữa thì mình cũng hạn chế làm video clip hướng dẫn lên đô. Nếu các bạn nào còn chơi thì có thể tham khảo với trang bị mình để bên dưới nhé. Còn Omega các bạn sử dụng bằng ngọc như sau. Ngọc đỏ đó là bằng ngọc công lý và xuyên giáp nha các bạn ơi. Bằng ngọc tím thì các bạn sẽ là màu tối đa hồi máu và tốc chạy. Ngọc lục sẽ công lý và xuyên giáp. Còn tại sao mình lại lên nhiều xuyên giáp như vậy? Bởi vì ở bảng ngọc, bởi vì mình sẽ lên trang bị là full tank. Bảng ngọc nhiều xuyên giáp như vậy để các bạn phá trụ nhanh hơn đấy, phát huy lợi thế của Omega. Và không, quả đấy có mỗi Alice là mình băng trụ phá trụ đấy. Nhưng mà có thêm cả mười ga nữa, các bạn thấy đấy là bây giờ thủ trụ rất là gắt. Việc các bạn để lẻ là nó rất là khó. Trừ khi các bạn team bạn có chiến thuật nào là giao tranh ở khác lên và các bạn sẽ di chuyển linh hoạt để đẩy trụ. Chứ bây giờ để trụ lẻ là khó lắm. Chúng ta phải lợi dụng thời cơ thôi, chấp thời cơ thôi. Ok. Ê, tôi về hay thì bạn ơi, nhưng mà vẫn chết nha. Đẩy một mạch hai trụ này, đây là cái cơ hội. Có cơ hội đẩy trụ là đẩy được hai trụ luôn. Đó, các bạn thể thấy tốc độ xoay trụ siêu nhanh. Đây là một trong những vị tướng khả năng phá trụ nhanh nhất và đặc biệt có khả năng làm choáng trụ. Rất sướng nha. Vậy là không phù hợp với meta thành ra bị anh em lại quên. Nói đến người máy xanh thì các bạn sẽ liên tưởng đến điện máy xanh. Bạn muốn lên TV đến điện máy xanh, à không, đến Mobile Việt. Omega các bạn có thể lên giày kiên cường hoặc là lên giày Hermes nha các bạn ơi. Nếu mà trận đấu team bạn nào khống chế kém thì các bạn lên giày Hermes sẽ phát huy tối đa sức mạnh. Còn nếu nhiều khống chế thì chắc chắn các bạn phải lên giày kiên cường rồi. Anh kinh công, tập hợp anh kinh công và giành chiến thắng luôn này. Vì khi có lợi thế kinh công và Omega đi cùng team thì với cái cấm trụ trên người thì team bạn chắc chắn sẽ không thủ trụ được. Bởi vì Omega bị tướng quay tay bá đạo mà. Đó, các bạn thấy quay tay chưa? Có bá đạo. Rồi anh em còn tranh thủ ăn con rồng, mình cũng tranh thủ là ăn con lính này. Vậy tại sao ăn lính này thì khi team bạn có Murad, các bạn nên ăn sạch sẽ các cái con lính nhỏ này đi, con cái quái rừng nhỏ này đi, để tránh trường hợp đó là Murad team bạn lấy cái nội tại. Rất là nguy hiểm khi Murad có nội tại. Và Murad thì thành phế nhân khi không có nội tại. Thành ra là các bạn phải phá mất mấy cái đó đi. Ơi, thành ra Murad giật bóng nhanh quá. Rồi, cấm trụ quay tay. Cấm trụ quay tay, đóng cửa quay tay. Ok. Và tiếp tục thanh niên là lát người này. Đó. Cấm trụ phá trụ siêu nhanh nha, thì bạn không thể thủ được. Rồi, đập choáng này, tiếp tục choáng này. Ok, quay tay.
đợi 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 lượt đến ngày nên là giành chiến thắng rồi. Ok, như vậy video của mình đến đây hết rồi anh em ơi. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Ôi tôi ôm mai máy lên bảng điểm số rồi. Kimochi quá. Ui, các bạn ấy tên hay ghê. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,